Dài 75, ngực 117, eo 107, mông 119, bắp tay 36. Cô nhìn cháu là béo nhiều hay ít? Vải này may khoảng bao nhiêu? May cái áo này khoảng độ 1,5 m, khoảng 1,15 m. Khoảng 1,15 m. Hồi con gái thì không bao giờ nghĩ là mình có thể phát tướng như này. Con gái chỉ khoảng 52, 53 đến 55 cân là cùng. Nó bắt đầu bầu bạn đầu tiên là khoảng 65 cân đến 70 cân. Nhưng mà quyết định bầu bạn thứ hai thì lúc đấy là 75 cân. Bắt đầu quyết định sinh bạn thứ hai thì lúc đấy lên bàn lại cũng khoảng 100 cân tròn. Khi mà mình đi khám, lúc nào bác sĩ cũng hỏi: em sinh đôi à? Vì bụng nó quá to, người như một con khủng long. Ông xã làm việc bên ngoài, không liên quan gì đến cửa hàng. Tối về chỉ khoảng nửa tiếng đến một tiếng, cùng lắm là 2 tiếng ở nhà, xong lại đi thôi. Mọi việc là điều trị quán xuyến, nhà đến cửa hàng là đều chị làm hết. Con cái đi học cũng là chị, một mình cân cả thế giới. Không biết bắt đầu từ đâu mà hai vợ chồng chị đã không ở với nhau, không ở cùng giường. Có ở chung một nhà nhưng không ở chung một phòng. Hiện tại thì coi nhau như là hai đồng chí ở với nhau vì các con, cũng vì một phần là ngoại hình của mình. Đấy là nguyên nhân sâu sắc và cũng là sâu xa nhất. Trước khi lấy vợ là ông sẽ có câu: không bao giờ tôi phải lấy một bà béo làm vợ. Cái câu này nó kiểu như là ám ảnh với mọi người ở trong xóm, và cũng một phần là ám ảnh với ông ấy. Dậy đi, ngủ nhiều quá, béo lắm rồi, hoặc là ăn ít thôi, mẹ mày sắp không đi vượt cái cửa rồi. Đấy là những câu mà ông ấy hay nói. Khi nào chị cô đơn thì chị sẽ đi xe một mình, vào một quán cà phê nào ngồi nghĩ xem là hôm nay mình nên làm gì. Không cần là giảm quá nhiều cân, chỉ cần sức khỏe ổn định hơn để chăm lo cho cuộc sống hàng ngày của gia đình chị cũng như gia đình bên ngoài. Các con nó nhìn mẹ tức là ngưỡng mộ hơn thì là mẹ đã đạt được cái mục tiêu của mình đặt ra. Mình tự tin hơn, diện được những bộ quần áo đẹp đi ra đường, không bị mọi người chỉ trỏ hoặc là bàn tán. Con đi ra thì có vẻ dẫn mẹ ra khoe với bạn là hôm nay mẹ tớ mặc cái váy này, cậu xem có xinh không? Hoặc là bạn lớn là lên chụp ảnh cùng, tự tin là mẹ đứng cạnh con chụp ảnh là con không phải xấu hổ nữa. Và cuộc sống hàng ngày nó sẽ hy vọng là sẽ có nhiều tiến bộ hơn. Hai vợ chồng có nhiều tiếng nói chung hơn để dễ chia sẻ và trao đổi. Công việc cũng như cuộc sống hàng ngày nó giảm bớt gánh nặng. Chạy đến với ước mơ thoát béo, chạy đến với Trong Bàn, với mong muốn được một lần chạm tay vào giấc mơ thay đổi số cân nặng, vực dậy cuộc sống đang nhiều bế tắc và trầm cảm. Chị Giang đã được đội ngũ bác sĩ nhiều năm kinh nghiệm thực hiện thăm khám chuyên sâu, lên phác đồ cá nhân hóa và thực hiện liệu trình giảm béo không dao kéo Trong Bàn Fat Loss Booster. Liệu pháp kết hợp giữa Đông và Tây y trên phương pháp thủy châm giảm béo Martin Duo được chiết xuất từ hơn 100 loại dưỡng chất cao cấp từ thiên nhiên vào 14 đường kinh lạc trên toàn bộ cơ thể, giúp bóc tách, hóa lỏng và đào thải mỡ ra bên ngoài qua hệ thống bài tiết tự nhiên của cơ thể. Chị Giang còn được sử dụng các dòng máy tiên tiến giúp phá hủy mỡ cứng đầu và săn chắc cơ. Kết quả, sau 1/2 liệu trình, chị Giang đã giảm được 12kg và 15cm, mỡ đang tiếp tục giảm và số ký tiếp tục xuống. Chị Giang đã bước đầu đạt được sự cân bằng trong cuộc sống và sức khỏe. Mọi người có bất ngờ, mọi người có khen nhiều không chị? Bất ngờ, mặc quần áo đẹp hơn, xinh hơn, tự tin hơn trong mọi giao tiếp với cả cuộc sống hàng ngày. Tủ đồ là cũng sắm toàn đồ mới đúng không chị? Sắm hết đồ mới. B, vác, tức là một ngày có thể lên xuống cầu thang khoảng 20 lần. Thay vì đi xe máy, bây giờ đạp xe đi đón con. Tạo nhiều thói quen vận động hơn, tích cực hơn. Đừng chần chừ, nếu bạn thấy mình đang loay hoay với mỡ thừa và những câu chuyện bất hạnh của cuộc sống, hãy đứng lên và thay đổi cân nặng của mình. Inbox và để lại số điện thoại ngay hôm nay để nhận ưu đãi tới 50% chi phí.